Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay là bộ video chị xin được giới thiệu với các em những mặt hàng mà shop vừa mới nhập về, rất là dễ thương luôn. Và tuy là có cái nó không mới ở shop, ở những cái shop khác, nhưng mà là sản phẩm mới ở shop chị, rất mong là các em sẽ ủng hộ, gọi đặt hàng 0937 899 707 nha, hoặc có thể góp ý cho chị ha. Đầu tiên đó là quả chơi trò chơi quẳng tù xì này, chắc các em đã biết rồi đúng không? Và đây là trứng quẳng tù xì nha. Đó, bên này thắng rồi. Đó, bên nào thắng đây? 1, 2, 3. Ai thắng mấy em? 1, 2, 3. 2, 3. Chơi rất là vui luôn, đúng không? Đó, có 3 màu nha. Ở đây thì quả trứng này là có là 3 màu. Đây, màu hồng nè, màu tím nè và màu xanh dương. Và những quả trứng này có giá là 15.000 đồng nha mấy em. Nếu như mình có một mình thôi, mình cũng ngồi mình có thể tự tù xì luôn. Không biết là sẽ ra cái gì đây. Chào số 2. Bây giờ chị cá cược lần tới thì nó sẽ ra cái đấm đi. 1, 2, 3. Wow, chị chiến thắng rồi. Lần tới thì nó sẽ ra nguyên một bàn tay. 1, 2, 3. Sai bét rồi đó. Các em thấy không? Trò chơi này rất là vui nha. Chúng ta có thể làm thử thách hoặc là chơi đoán gì đó. Nếu như ai trúng thì sẽ được thưởng, mà ai thua thì sẽ bị phạt, đúng không? Ngoài ra thì cái chùm trứng này nè, các em xem nè, nó còn có những cái móc khóa. Nó còn có những cái chuông nè. Chuông đó, rất là vui luôn nha. Đó, mấy em thấy không? Màu hồng đi nha. Đó. Buồn ngồi lắc cái chuông, sao mình buồn mình lắc cái chuông. Buồn ngồi bấm ngón tay, xong rồi buồn rồi bấm ngón tay. Buồn rồi lắc cái chuông, lắc cái chuông xong rồi bấm ngón tay. 15.000 đồng nha. Và bạn nào thích sản phẩm này thì hãy nhớ cho chị một like nha. Đây, sản phẩm trứng trứng quánh tù xì. Đó, trứng tù xì ha. Đó, trò chơi này theo chị thì rất là vui luôn ha. Và có cả một chùm luôn nè. Đó. Và đây chính là sản phẩm số 1 của shop nha. Các em gọi đặt hàng 0937 899 707. Mỗi một quả như vậy là 15.000 đồng. Tên tên. Và tiếp theo, đây, cái gì mấy em thấy không? Đây chính là những cái bịch tuyết bông bạc. Đó nha, tuyết bông bạc 8.000 đồng một bịch, shop chị vừa mới nhập về. Đây, tuyết bông bạc nha. Đây là sản phẩm dành cho các bạn nào là fan của Slam. Bạn nào fan của Slam thì hãy nhớ cho tuyết bông bạc một like nha. Đó, ngoài ra thì hiện nay những shop khác thì đã có rất là lâu rồi, nhưng hiện nay shop chị mới có. Tuy là nó hơi trễ nải một chút xíu, nhưng vẫn mong các em sẽ ủng hộ nha. Đó là cốm. Này, cốm ha, cốm trái tim. Đây, các em xem nè, những hình trái tim. Có 3 màu nha. Màu trắng nè, màu hồng lợt và màu hồng đậm ha. Đó, rất là dễ thương luôn. 5.000 đồng một bịch. Rồi hoa nữa nha mấy em. Đây, bịch hoa. Cái hoa, cái cánh của nó cũng rất là đẹp nha. Cũng có màu trắng, rồi màu hồng lợt, hồng đậm. 5.000 một bịch luôn. Yeah. Tiếp đến thì là những cái viên bi tròn. Đó, hình tròn đó mấy em. Hình tròn như ông mặt trăng vậy đó. Có rất là nhiều màu ha, sắc màu. Để chị xem có bao nhiêu màu. Trắng nè, hồng lợt, hồng đậm, màu cam, màu vàng, xanh lá, xanh dương. Đó ha, rất là dễ thương luôn. Rồi, như vậy là những cái này thì là 5.000 hết nha mấy em. Cốm ha, cốm thì 5.000 hết, tuyết bông bạc thì là 8.000 đồng. Tiếp theo, bằng băng. Ai là fan của búp bê thì hãy đón nhận bộ sản phẩm mới đây, là cái laptop nha. Cái laptop này thì bên shop chị bán chỉ có giá là 5.000 đồng thôi nha mấy em. Thì cái màn hình của laptop nè, nó sẽ có cái phong cảnh biển nha. Đó, lục bình trôi, bãi cát trắng và biển xanh, trời xanh rất là đẹp. Ở phía dưới là bàn phím nha. Còn ở phía sau thì nó trống, nó không có gì hết. Các em có thể dán hình trang trí cho nó.
Ví dụ như đây ha, nguyên một quỹ luôn nè, mỗi một cái là 5.000 ha. Màn hình thì nó sẽ có sự thay đổi nha mấy em. Tuy nhiên làm chọn thì nó sẽ không có đủ ha. Nhưng màn hình này là nó sẽ có hình của con gì vậy ta? Chị tính nó con cá mà không biết phải con cá không hay con thuyền nữa. Đó, rồi có cây cối rồi nè ha. Bên đây thì là có túp nhà, túp lều. Đó. Cái cảnh nó cũng khác nhau nha. Ở dưới đây thì là con thuyền ra khơi nè mấy em. Đó. Đó. Ú, cha có cây dừa nữa. Đó, rất là đẹp ha. Mỗi một cái laptop thì sẽ có một cái màn hình nền khác nhau. Ở đây thì chị mới lấy thử thôi nha. À, và cái này á thì đôi khi nó có bị như thế này nha mấy em. Đó. Cái nào nó sẽ cũng bị một chút xíu như vậy hết á. Tại vì đây là cái bạc á, cho nên là nó không phải lỗi nha mấy em. Nó không phải là lỗi ha. Cái nào nó cũng có như vậy hết. Đó. Cho nên là nếu mấy bạn nhận như vậy thì không phải là lỗi nha. Mình có thể dán hình trang trí lên. Ví dụ như là như thế này thì chị sẽ dán đây. Đó. Dễ thương chưa? Đó, ví dụ như chị lấy cái hình dáng đó chị dán lên trên đây. Đó, và đây là laptop mình có thể. Đó, chỉ có 5.000 đồng một cái thôi nha mấy em. Nó rất là bóng luôn nè, đó. Thấy không? Có thể thấy ngón tay của chị nè. Xin chào. La la la. Nha. Đó, 5.000 đồng một cái. Và tiếp theo thì là những cái hạt bông nè mấy em. Những hạt bông len nha. Thì 10.000, ở đây chị bán cái lộn 5.000 là 10 viên nha. Ví dụ như là đây nè, ví dụ như là chị sẽ chọn đủ màu hết. Hai, bốn, sáu, tám, mười nha. Ví dụ như là 10.000 thì sẽ có được là 10 cái viên này. Nó rất là mềm nha. Chị nghe nói là có thể chơi với slime được. Chơi với slime được. Nhưng mà chị thì chị chưa chơi với slime, cho nên chị cũng không biết nó ra làm sao. Có người thì lại nói với chị đây là cái cục bông tắm cho búp bê nha. Mình có thể chà lên người mình tắm như vậy nè. Đó. Nó rất là mềm luôn nha mấy em. Nó mềm và nó mịn lắm nha. Cho nên là các em mua cái này về có thể vừa chơi slime và vừa làm đồ chơi cho búp bê luôn ha. Có thể là làm bông tắm cho búp bê, hoặc là chơi với slime thì chơi như thế nào. Thật ra chị cũng chưa biết chơi làm sao nữa đó. Bây giờ chị cũng có slime thử rồi nè. Chắc là chị cũng làm thử coi nó ra làm sao nha. Chị cũng không biết chơi làm sao nữa. Có bạn nào biết chơi cái cục bông này với slime thì nhớ bình luận cho chị biết nha. Chị lấy thử cục màu hồng luôn đi. Đó. Chơi với slime là chơi như thế này hả mấy em? Chắc là trang trí luôn quá à. Chắc chị nghĩ là nó cũng giống như là charm vậy đó mấy em. Ừ, chắc vậy quá. Nè. Nhưng mà cái cục này nó sẽ hút mất cái slime mất. Nó sẽ làm cho slime khô đó. Chị nghĩ như vậy. Bởi vì nó là bằng len đó mấy em. Nhưng mà nếu như chúng ta trang trí ở phía trên không á, thì nó cũng sẽ đẹp nha. Đó. 10.000 đồng thì sẽ có là đây nè. Đây. Thôi thấy cũng vui vui mấy em. À, nó cũng khá là vui á. Vậy chúng ta có thể làm giống như charm ấy, trang trí cho slime nha mấy em. Và cũng có thể bóp luôn ha. Nó là 10.000 đồng á. Ê ha, 10 viên là 5.000 đồng nha. Đây. Và mình cũng có thể là làm cái cục bóp, cái cục mà trang trí, cái cục bông tắm cho búp bê đó nha mấy em. Rất là mềm luôn. Ta-ran. Tiếp theo thì là những cái lều nha mấy em. Đây, những cái lều được bỏ trong cái túi như thế này. Rất là to ha. Rất là to luôn.
người lớn như chị cũng có thể chui vào trong được luôn nha. Bề ngang của nó thì là 80 nha, ngang 80 nè, sâu vô 80, cao lên là 1m1 nha, cao lên 1m1, cho nên mình có thể ngồi trong đây với các em nhỏ là có thể chơi rất là tốt luôn á. Và nó có rất là nhiều cái hình. Đây là có phần cửa nè, cái này nè các em thấy không, quả tiễn ha, hình quả tiễn nè đó. Ở phía sau này cái phần tròn này nó là cái cửa sổ nha. Hình như là chị nhớ là chị Thơ Nguyễn có chơi thử rồi đó mấy em, chị Thơ Nguyễn có chơi rồi. Và cái lều này nó là 420.000 ha. Đó, rồi nó có cái cửa nè, mình cuộn lại mở ra ban đêm thì mình sẽ đóng lại mình ngủ. Để chị coi coi là sếp chị có được bao nhiêu hình. Wow, có cái hình màu hồng nữa nè. Đó, khi mà mình ráp đó thì nó cũng sẽ y như vậy luôn nha, nó rất là dễ ráp luôn. Đó, là màu hồng của công chúa. Rồi, tiếp theo thì màu hồng luôn. Như vậy là có hai màu nha mấy em, màu này và màu này. Để chị mở ra thử xem ở bên trong nó sẽ có cái gì ha. Đây, nó sẽ có cái khung lều này rất là to luôn. Ui, xí khoan, nó muốn. Trời ơi. À, nó rất là to luôn nha mấy em. Đây, đây là cái phần chóp á, cái chóp ở trên nè. Nó to quá, chị không chuẩn bị trước rồi, cho nên chị quay không có được. Thật ra là cái phía ngoài nó đẹp hơn là ở trong hình luôn nè ha. Đó, nó rất là đẹp, rất là to luôn. Wow, rồi chị đã có nhờ người hỗ trợ cầm cái lều lên nên chị chưa có chống, chưa có ráp. Thì đó là cái phần nắp lều nè mấy em. Ở phía dưới này á, thì là phần cánh cửa nè ha, nó giống như cánh cửa gỗ có hình trái tim. Cái cửa này thì nó không phải cửa cuốn ha, mà nó mở ra như thế này đó, các em thấy không. Ở bên trong đây chị có thể chui vào trong luôn nha, có thể chui vào trong luôn. Ở phía sau này nó là cái cửa sổ nha mấy em. Đó, quá rồi, rất là tuyệt vời. Ở bên trong này á thì có cái bộ sắt này để chống lên ha, ráp nè, mình chống vô, chị chưa có ráp được nha. Đó, rồi. Rồi, như vậy là chị vừa giới thiệu sơ sơ cho các em nha. Đó, nè ha, cái lều này thì cái cửa như vậy thì chúng ta sẽ cột qua hai bên như thế này ha. Còn cái cửa này thì mình sẽ cuộn lên nha. Có hai loại khác nhau, kiểu nào cũng đẹp hết. Chúng ta có thể chơi cắm trại ở ngoài trời, ngoài bãi biển á ha, ngồi ngoài bãi biển để tránh nắng, hoặc là cắm trại ban đêm đồ để tránh mũi chích đồ cũng được, hoặc là mình có thể cắm trại tại nhà luôn ha, tại trên sân vườn của mình luôn, rất là thú vị luôn. 420.000 đồng nha. Như vậy thì chị vừa giới thiệu xong với các em những cái sản phẩm mới nhất của shop chị. Hy vọng rằng là các em sẽ thích nha. Nếu thích thì hãy nhớ bấm like. Đó, hãy bấm like cho những sản phẩm này ha. Và đừng quên, nếu muốn đặt hàng thì hãy gọi 0937899707, gọi sau 11:30 nha mấy em, gọi sau 11:30. Và shop chị thường đóng cửa là khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ tối ha. Đó, rất hân hạnh được phục vụ các em. Yêu các em rất là nhiều. Chúc các em có một mùa hè thật là tươi vui, giải trí lành mạnh bên gia đình và những người bạn thân yêu nha. Và câu hỏi mini game là các em hãy list xem quảng cáo nha. List xem quảng cáo, mô tả quảng cáo và cho chị biết là có bao nhiêu sản phẩm đồ chơi. Kể tên những sản phẩm đồ chơi trong video ngày hôm nay nha. Hãy kể tên những sản phẩm đồ chơi có tên trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.